Hôm nay á, em giới thiệu với mọi người căn nhà siêu phẩm thiết kế kiểu Mây Thái ha. Tọa lạc tại ấp Nam An Phước, Long Thành, Đồng Nai, khu thung lũng xanh. Và bây giờ mình cách cách khu công nghiệp Long Thành 300 m và cách tòa 51 500 m ha. Bây giờ mình đi vô trong mình xem chi tiết căn nhà ha, anh chị ha. Đây, nhà thiết kế kiểu Mây Thái nè. Chủ nhà xây xây thiết kế rất là hiện đại. Đây, sân để ô tô thoải mái luôn ha. Bên cạnh là công viên ha anh chị ha. Đây. Nhà được thiết kế nhà xây kiểu cấp 4 Mây Thái. Được thiết kế 3 phòng ngủ, 2 toilet. Đây. Tất cả các cửa cổng gì đó được làm bằng gỗ ha. Đây. Và đây là căn phòng thứ nhất nè. Và có toilet ở bên trong phòng luôn ha. Tiện lợi ha. Và căn nhà mơ ước của chúng ta đẹp lắm luôn. Đây, anh chị xem ha. Được làm bằng gỗ cam men nè, chắc chắn ha. Đây nè, đây thêm một phòng ngủ nữa này ha, có máy lạnh này ha anh chị ha. Đây nè, không gian bếp ha. Kệ đồ chén, cái khung để mà để tủ lạnh ha. Và sau này là có cái giếng trời nè, sau này có cái giếng trời. Và cái khu này là để mình ví dụ như ai thích thì mình có thể mua hoa lan về mình trồng, mình làm cái khu vườn nhỏ ở sau này, hoặc là mình tận dụng để phơi đồ ha. Đây, chủ nhà xây kiên cố và chắc chắn luôn ha anh chị ha. Đặc biệt khi ai mua nhà được tặng bộ bàn ghế salon gỗ camen và được tặng 3 cái máy lạnh, lắp đặt hệ thống máy nước nóng miễn phí luôn ha. Toàn bộ là hàng thiết bị cao cấp hết. Giá của nó là 3 tỷ mốt. Đất ở đây là 100% thổ cư. Đường dựa trước nhà làm đường 6 mét ha. Khu dân cư hiện hữu. Đây. Anh chị có nhu cầu mua nhà thì liên hệ với em nha. Em cảm ơn anh chị ạ. À.